Huyện Thọ Xuân vừa tổ chức gặp mặt, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Huyện Thọ Xuân hiện có trên 55.000 thiếu niên nhi đồng. Hàng năm vào các dịp Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu, cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đều dành sự quan tâm đặc biệt cho thiếu niên nhi đồng nói chung, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nói riêng. Dịp này, huyện Thọ Xuân đã trao 51 xuất quà cho 51 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi xuất quà trị giá 1.300.000 đồng đây là một trong những hoạt động góp phần động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống qua đó tiếp tục thể hiện trách nhiệm sự quan tâm của lãnh đạo huyện các cấp các ngành đối với sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn